World Cup 2023 không có những trận đấu dễ, Morgan nói ngày 25 tháng 7. Chúng tôi biết trận gặp Việt Nam sẽ như vậy, nhưng chúng tôi đã thiếu kiên nhẫn. Đôi khi chúng tôi nên cầm bóng và quyết đoán hơn. Đội phải rút kinh nghiệm đó để áp dụng cho trận tiếp theo. Ngày 22 tháng 7, trong trận mở màn bảng World Cup nữ 2023, Mỹ hạ Việt Nam 3-0. Nhà đương kim vô địch dứt điểm 28 lần với 7 hướng cầu môn, trong khi Việt Nam không dứt điểm lần. Bản thân Morgan đá hỏng quả phạt đền ở phút 44. Sophia Smith ghi cú đúp cho Mỹ ở phút 14 và 45+7, trước khi Lindsay Horan ấn định tỷ số ở phút 77. Chiến thắng 3-0 của Mỹ trước Việt Nam được xem là kết quả bất ngờ. Năm 2019, Mỹ từng thắng Thái Lan, một đại diện Đông Nam Á khác, với tỷ số 13-0. Trong trận đó, một mình Morgan ghi 5 bàn. Tôi cảm thấy một số pha bóng hơi gượng ép hoặc vội vàng, Morgan nói thêm về trận gặp Việt Nam. Chúng tôi cần kiên nhẫn hơn, chuyển đổi trạng thái và chơi đồng bộ hơn. Ngày 27 tháng 7, Mỹ sẽ gặp Hà Lan, đội cũng đang có 3 điểm nhờ thắng Bồ Đào Nha 1-0 ở lượt ra quân. Cuộc đối đầu giữa hai đội được đánh giá là mạnh nhất bảng E có thể quyết định vị trí dẫn đầu. 4 năm trước, trong trận chung kết, Mỹ thắng Hà Lan 2-0. Giống chúng tôi, Hà Lan có nhiều cầu thủ vào chung kết 4 năm trước, Morgan cho hay. Tuyển Mỹ sẽ phải cố hết sức. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể. Đó sẽ là một trận đấu lớn. Trong loạt trận đấu, Mỹ không phải là tên tuổi lớn duy nhất đạt kết quả thấp hơn kỳ vọng. Anh đã phải chầy chật để thắng Haiti 1-0. Thụy Điển phải lội ngược dòng để thắng Nam Phi 2-1 ở phút 90, còn Pháp hòa Jamaica 0-0.